Lá đơn của nhà văn Dạ Thảo Phương tố cáo kẻ từng hiếp mình đang là phó tổng biên tập báo Văn Nghệ. Ngày 3 tháng 4 là ngày sinh nhật tôi, ngày mẹ cha mang tôi đến với cuộc đời. Sinh nhật tôi năm nay, tôi muốn được sinh ra một lần nữa bằng việc mang ra ánh sáng một sự thật tôi đã phải chôn giấu trong im lặng thống khổ suốt 23 năm qua có lẽ những gì tôi kể ra sẽ hơi dài với bạn nhưng đó là một gần nửa thời gian tôi đã sống trên mặt đất này với rất nhiều khổ đau mất mát oan ức tôi hy vọng tiếng nói này của tôi sẽ được bạn lắng nghe tôi hy vọng tôi sẽ được tái sinh trong một thế giới được chiếu sáng bởi sự thật lòng chính trực tình người xin cảm ơn dạ thảo phương sau đây là nội dung của la đơn cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập tự do hạnh phúc thư ngỏ tố cáo hành vi cưỡng hiếp của lương ngọc an phó tổng biên tập báo văn nghệ ủy viên ban chấp hành hội nhà văn việt nam kính gửi nhà thơ nguyễn quang thiều chủ tịch hội nhà văn việt nam kính gửi nhà thơ trần đăng khoa phó chủ tịch hội nhà văn việt nam kính gửi nhà văn nguyễn bình phương phó chủ tịch hội nhà văn việt nam kính gửi ban chấp hành hội nhà văn việt nam kính gửi nhà văn khuất quang thụy tổng biên tập báo văn nghệ kính gửi ban biên tập báo văn nghệ kính gửi các nhà văn nghệ sĩ trí thức và tất cả những người yêu văn chương nghệ thuật tôi là dạ thảo phương tên khai sinh Phan Thị Thanh Thúy, sinh ngày 3 tháng 4 năm 1974. Từ năm 1996 đến năm 2003, tôi là phóng viên biên tập viên tại Ban Văn nghệ trẻ thuộc báo Văn nghệ trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi viết thư này để tố cáo hành vi cưỡng hiếp và vu khống trước đây của Lương Ngọc An, kẻ hiện nay đang là Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam tôi sẵn sàng đối chất với lương ngọc an trước sự chứng kiến của lãnh đạo hội nhà văn việt nam lãnh đạo báo văn nghệ chồng tôi và các luật sư nếu không dám đối chất công khai với tôi trước sự chứng kiến của những bên này mọi bịa đặt được đưa ra từ phía lương ngọc an đều vô giá trị và là vu khống nếu cho tôi nói sai sự thật lương ngọc an hãy kiện tôi ra tòa tôi bị cưỡng hiếp Trưa ngày 14 tháng 4 năm 2000 Khi tôi ở một mình trong phòng biên tập văn nghệ trẻ Lương Ngọc An đã xông vào cưỡng hiếp tôi Trong lúc chống cự hoảng loạn Tôi kêu cứu Nhiều đồng nghiệp đã chạy tới và bắt quả tang Lương Ngọc An Đang nằm đè lên tôi, bóp cổ tôi Trong khi tôi đang dãy giụa chống cự Váy áo bị xô vỏ Ngón tay bị bật máu Nhờ sự can thiệp của các đồng nghiệp, hành vi cưỡng hiếp của hắn chưa kịp thành công. Sự việc này đã được các nhân chứng thuật lại trong bản tường trình gửi báo văn nghệ ngày 20 tháng 4 năm 2000 có văn bản đi kèm. Nhưng đây chỉ là một lần tôi may mắn thoát khỏi hành vi bỉ ổi của Lương Ngọc An. Trước đó từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 4 năm 2000 Lương Ngọc An đã nhiều lần thao túng khống chế, bạo hành cưỡng bức tôi như một nô lệ tình dục. Tôi bị vu khống. Khi sự việc xảy ra, tôi là một cô gái trẻ mới ngoài 20 chưa chồng, vừa tốt nghiệp đại học, đã về ngay báo văn nghệ làm việc. Khi đó, tôi chỉ có kiến thức sách vở và, và niềm đam mê sáng tác, nhưng không nhiều kinh nghiệm sống và bản lĩnh xã hội tôi sinh ra trong một gia đình miền bắc truyền thống vốn rất sợ đàm tiếu xung quanh khi bị tấn công điều tôi lo nghĩ nhất không phải là bản thân mà là gia đình mình tôi đã sợ nếu mình bị đàm tiếu liên quan đến người khác giới bố mẹ tôi sẽ chết nhục nhã trước những hành động đốn mạt của lương ngọc an cô gái trẻ non nớt là tôi khi đó chỉ biết chống cự đến sức cùng lực kiệt nhưng không dám kêu cứu không dám tố cáo thủ phạm thậm chí còn lo sợ lộ ra mình đã bị cường hiếp cũng vì những sợ hãi này tôi đã chưa bao giờ dám nói ra ngay cả với mẹ mình cũng như với cơ quan dư luận do bị lương ngọc an cưỡng hiếp tôi đã có thai và đã không giữ được đứa con đầu tiên của mình đó là một đau đớn khôn tả một ám ảnh khôn nguôi mà tôi đã phải một mình ôm giữ đến tận hôm nay. Sau sự kiện ngày 14 tháng 4 năm 2000 đã nhắc ở trên, vì có nhiều người làm chứng nên tôi mới dám viết đơn tố cáo Lương Ngọc An. Tuy nhiên, anh ta không những không sợ hãi, ăn năn mà còn quay ngược lại trắng trợn vu khống tôi. Lương Ngọc An đã bịa ra một câu chuyện trong đó nói anh ta và tôi có quan hệ tình cảm. Anh ta muốn bỏ tôi nên tôi gây căng thẳng. Vụ việc ngày 14 tháng 4 năm 2000 đã bị anh ta thay đổi bản chất từ sự thật cưỡng dâm thành xô xát. Sự bịa đặt này là hoàn toàn trắng trợn và vô lý. Tôi chưa bao giờ có mối quan hệ tình ái hay tình dục đồng thuận với anh ta. Mọi hành vi tình dục anh ta có với tôi đều do anh ta đánh đập, đe dọa cưỡng bức tôi. Anh ta viết tường trình bịa đặt là muốn bỏ tôi và cố tình tránh tiếp xúc với tôi. Vậy tại sao lại xông vào phòng biên tập khi tôi chỉ có một mình dùng vũ lực đè tôi xuống? Tôi chỉ là một phụ nữ gầy yếu, anh ta là một người đàn ông khi đó đã ngoài 30 tuổi cựu lính tăng và nhiều năm lái xe cho báo văn nghệ tôi không thể nào đủ sức khỏe ép buộc anh ta vào phòng kéo anh ta nằm đè lên mình nếu muốn níu kéo anh ta tại sao tôi lại chống cự đến mức bị anh ta cắn bật máu ngón tay tại sao tôi lại kêu cứu đến mức bị anh ta bóp cổ nếu là sự đồng thuận tại sao tôi lại phải gọi điện cho gia đình và bạn gái anh ta nhờ họ bảo vệ tôi khỏi sự đeo bám của anh ta. Anh ta đã tráo đổi bản chất những cuộc điện thoại này của tôi thành ghen tuông. Nhưng chính họ lại khẳng định với đại diện của công đoàn báo văn nghệ là tôi không hề ghen tuông. Biên bản cuộc họp ngày 26 tháng 3 năm 2003 tại báo văn nghệ vì điều này liên quan đến một phụ nữ khác đã có chồng nên tôi chưa công bố văn bản ở đây tôi đã luôn phủ nhận rõ ràng những bịa đặt trắng trợn của anh ta trong mọi đơn thư khiếu nại đòi hỏi thủ phạm phải nhận trách nhiệm cơ quan phải có văn bản rõ ràng về bản chất sự việc lãnh đạo cơ quan trực tiếp xử lý vụ việc của tôi là ông trương vĩnh tuấn phó tổng biên tập phụ trách hành chính báo văn nghệ lúc đó mới kiêm thêm phụ trách ban văn nghệ trẻ Lương Ngọc An nhiều năm là nhân viên phòng hành chính chuyên lái xe và giúp việc cho ông Tuấn. Tôi không thể hiểu sao khi đó, với hành vi đó, với văn bản tường trình giấy trắng mực đen đó, cơ quan chỉ kết luận anh ta gây lộn xộn ở cơ quan. Ông Trương Vĩnh Tuấn cũng nhiều lần trong các cuộc họp cháo đổi bản chất sự việc thành hai người đánh nhau làm mất trật tự nơi làm việc ông trương vĩnh tuấn đã nhiều lần ngăn cản quyền tố cáo khiếu nại của tôi trù dập và vu khống tôi thậm chí cấm tôi in bài đe dọa đuổi việc tôi nhiều cuộc họp văn bản liên quan đến sự việc đã bị ém nhẹm không được kịp thời thông báo cho tôi và công bố trước cơ quan thái độ mập mờ khó hiểu của lãnh đạo cơ quan khi đó đã đặt những dấu hỏi trong dư luận gây nhiều tổn thương sâu sắc đến danh dự và tinh thần của tôi thủ phạm Lương Ngọc An chưa từng nhận trách nhiệm về hành vi cưỡng hiếp và vu khống của mình, vẫn thường xuyên đến báo văn nghệ có những cuộc gặp gỡ khó hiểu ở phòng làm việc của phó tổng biên tập Trương Vĩnh Tuấn. Tháng 4 năm 2002, anh ta chính thức trở lại làm việc tại báo văn nghệ và hiện nay anh ta đang là phó tổng biên tập báo văn nghệ, ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam thật là một sự ngang nhiên trà đạp sự thật nhạo báng công lý. Tại sao giờ đây tôi lên tiếng? Tội ác cưỡng dâm, vu khống của Lương Ngọc An cùng những trù dập, vu cáo của Trương Vĩnh Tuấn nhưng cho đến nay vẫn chưa có từng một lần được nhìn nhận công khai, công bằng. Bóng tối của cái ác đè nặng lên sự thật năm xưa luôn âm thầm ám ảnh cuộc sống hiện tại của tôi trong thời gian bị đánh đập cưỡng hiếp rồi lại bị trù dập bị vu cáo tôi đã nhiều lần tự tử không thành hậu quả của nó làm tôi từng phải vật vã trải qua nhiều năm tháng dài sợ hãi giao tiếp có những thời điểm thậm chí nói chuyện bình thường với chồng con cũng là việc rất khó khăn tôi bị mất kết nối với ngôn ngữ né tránh xuất hiện lại trong giới văn chương là một người viết yêu mến cuộc sống và nhận diện bản thân qua công việc sáng tạo. Đây là một nỗi đau có sức phá hủy sâu sắc đối với tôi. Gần đây, tôi có theo dõi một số vụ nạn nhân bị xâm hại tình dục đứng ra tố cáo, đọc những bình luận tiêu cực như làn mưa dao chút xuống họ và người thân. Tôi bàng hoàng, con quỷ là tệ nạn xâm hại tình dục đã cán vụn vỡ cuộc đời của cô gái trẻ là tôi 23 năm trước đến giờ vẫn không ngừng săn đuổi các nạn nhân tiếp theo của nó xu hướng tấn công đổ lỗi cho nạn nhân của một bộ phận thiếu hiểu biết trong xã hội vẫn vô tình dung dưỡng cho con quỷ này làm nó ngày càng trở nên hung hiểm thực trạng này cần phải thay đổi Tôi không muốn có thêm bất cứ nạn nhân nào phải trải qua những nỗi thống khổ tôi từng trải. Tôi cần phải lên tiếng, đó là một đòi hỏi bức thiết của cá nhân tôi, với tư cách là một nạn nhân khổ đau oan ức, cũng là một đòi hỏi của thực tế xã hội, đối với trách nhiệm của một công dân, đòi hỏi của lương tri đối với một người cầm bút. Tôi hiểu sự việc của tôi đã xảy ra ở giai đoạn trước một số người trong quý vị có thể nghe nói tới nhưng không biết được sự thật nhiều người trong quý vị không biết hoặc không liên quan bản thân tôi cũng đã sợ hãi không dám trình bày hết nỗi đau của mình tôi hoàn toàn không muốn việc tố cáo của tôi gây ảnh hưởng tới ai ngoài cá nhân thủ phạm nhưng tôi phải viết thư tố cáo này gửi tới quý vị vì lương ngọc an thủ phạm cưỡng dâm tôi năm xưa sau khi gây ngần đó tội ác vẫn chưa một lần nhận trách nhiệm về tội lỗi của hắn biểu hiện đầu tiên của việc hối cải sửa mình giờ đây hắn trong ban biên tập báo văn nghệ và ban chấp hành hội nhà văn việt nam những nơi lẽ ra chỉ nên có những người cầm bút vừa có tài vừa có nhân cách xứng đáng gánh vác trách nhiệm quy tụ và phát triển nền văn học ở việt nam 23 năm trước, khi cưỡng dâm tôi, Lương Ngọc An chỉ là một lái xe mới được cất nhắc lên làm phóng viên của báo văn nghệ. Về chính danh chưa có quyền lực gì đặc biệt, này hắn đã tha lôi sự đồi bại của mình leo lên những vị trí quyền lực lớn hơn nhiều. Công việc cho phép gặp gỡ giao tiếp và quyết định cơ hội nghề nghiệp của bao nhiêu cộng tác viên, văn nghệ sĩ trí thức, trong đó có nhiều người là phụ nữ trẻ. Vì vậy, tôi thấy mình phải có trách nhiệm tố cáo sự thật này với quý vị, với giới văn chương, trí thức, với cộng đồng để góp phần vạch trần và ngăn chặn cái ác. Mong đợi, hiện tôi là một phụ nữ 48 tuổi có gia đình, chồng tôi 52 tuổi là nhà báo lâu năm làm việc tại một trong những hãng thông tấn uy tín nhất thế giới. Con trai tôi 14 tuổi và con gái tôi 6 tuổi bố mẹ tôi nay đều đã già yếu chỉ mong được sống nốt những ngày tháng bình yên nhìn con cháu an vui đứng ra tố cáo sự thật này tôi biết mình đang đặt cuộc sống ổn định của bản thân và gia đình trước những nguy cơ tổn thương thậm chí nguy hiểm nhưng tôi không có lựa chọn khác tôi hy vọng sự thật này sẽ được lắng nghe và đáp lại bằng những hành động thiết thực của các quý vị để cộng đồng chúng ta ngày càng trong sạch văn minh hơn điều này rất có ý nghĩa với tôi cũng như nhiều nạn nhân bị xâm hại tình dục khác còn phải chịu đựng âm thầm trong bóng tối tôi hy vọng ai đó cũng là nạn nhân của bạo lực tình dục sẽ thấy họ không còn hoàn toàn đơn độc và sợ hãi khi muốn lên tiếng không còn phải mất đến hơn 20 năm quý giá của cuộc đời để âm thầm cố gắng vá víu tổn thương như tôi. Xin chân thành cảm ơn. Nicosia ngày 3 tháng 4 năm 2002 Kính thư Dạ Thảo Phương Phan Thị Thanh Thúy